Nguyễn Trương Tuyến, 37 tuổi, sáng lập Vinalinks Group, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, là đơn vị cung cấp công nghệ chuỗi rửa xe tự động 5S. Trước tình hình COVID-19 vẫn đang là mối quan tâm hàng đầu của cộng đồng, mong muốn có thể giúp sức cùng xã hội chống dịch COVID-19, anh và vợ mình cùng tập trung nghiên cứu giải pháp buồng khử khuẩn từ nhiều nước trên thế giới và những công nghệ đã có ở Việt Nam, sau đó cải tiến và thực hiện ngay tại công ty mình tại thành phố Hồ Chí Minh. Mình nghĩ rằng là phải trong cái mùa dịch bệnh như thế này phải có một cái cách nào đó để trước tiên là mình bảo vệ cho chính bản thân mình và những cái khách hàng không bị lây nhiễm bệnh. Thì cái ý tưởng này nó cũng đã nung nấu rất là lâu. Và khi mà cái thời cơ nó hội tụ những cái điểm, nó những cái yếu tố về thiên thời địa lợi nhân hòa thì cái sản phẩm này nó ra đời. Ban đầu thì mình cũng nghiên cứu rất là nhiều những cái sản phẩm nó khác nhau. Có những cái sản phẩm có nước ngoài nó đã có từ rất là lâu nhưng mà cũng chưa có nhiều người biết đến. Nhưng mà trong cái cơ hội như thế này thì nó được nhiều người biết tiếp cận hơn. Rồi những cái công nghệ trong nước cũng đã có thì mình cũng đều nghiên cứu qua và cuối cùng dựa trên tất cả những cái yếu tố đó thì mình mới cho ra đời cái sản phẩm đó là máy khử khuẩn tự động như này. Là buồng khử khuẩn hoàn toàn tự động, người sử dụng không cần thao tác bấm nút khi bước vào. Máy sẽ nhận diện được người bước vào là mở cửa, sau đó sẽ tự động phun sương. Bản thân xuất phát điểm của tụi mình là một cái đơn vị cơ khí và chế tạo máy. Tụi mình là một cái đơn vị sản xuất về các cái thiết bị tự động hóa. Những cái sản phẩm như thế này nó hoàn toàn nó nằm trong cái khả năng của tụi mình đã sản xuất bấy lâu. Ví dụ như cái hệ thống rửa xe tự động hoặc là cái hệ thống giặt mũ bảo hiểm tự động, nó cũng dựa trên cái nguyên lý về hơi nước nóng. Rồi những cái máy ví dụ như giặt mũ bảo hiểm nó cũng tương tự như vậy. Còn cái máy mà máy khử khuẩn như cái thương hiệu mà chúng ta đang có ở đây thì nó dựa trên cái nguyên lý đó là chúng ta dùng cái dung dịch là nước muối được ion hóa. Sau cái dung dịch này đã được các cái cơ quan y tế trong và ngoài nước sử dụng, nó đã phổ biến trong thời gian rất là lâu rồi. Thì nhiệm vụ của cái máy đó là nó khuếch tán lên cái dung dịch này và khi mà nó phát hiện ra là có người nó nằm trong cái buồng máy thì tự động các cái máy nó sẽ nhận ra là nó kích hoạt cái hệ thống phun những cái dung dịch này nó lên bề mặt và tác dụng của nó sẽ diệt khuẩn những cái mầm bệnh và trên bề mặt nó rất là hiệu quả. Vợ anh Tuyến, chị Võ Ngọc Anh là cử nhân ngành hóa sinh trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời là thạc sĩ tại trường Đại học Queensland của Úc, là cố vấn chuyên môn cho chồng và ekip sản xuất buồng khử khuẩn trên. Trước tiên là bản thân mình cũng phải vượt qua được cái tình hình khó khăn trong kinh doanh hiện tại. Có nghĩa là khi mà những cái sản phẩm như thế này trong cái thời gian như thế này nó sẽ giúp cho đội ngũ của mình cũng có được một cái lượng công việc nó tốt, nó ổn định để giải quyết cái bài toán nhân công có thể là trong ngắn hạn nó bị giảm xuống. Nhưng mà có những cái sản phẩm như thế này thì được nhiều người đón nhận hơn thì mình cũng đảm bảo cho nhân sự của mình có được một cái cuộc sống, có một cái công việc nó tốt hơn. Thứ hai nữa là mình cũng không nghĩ đến cái vấn đề lợi nhuận của những cái sản phẩm như này, mà chi phí sản xuất ra nó chỉ đủ bù đắp lại cái vấn đề là chi phí về các cái linh phụ kiện để có thể sản xuất và cộng với lại cái vấn đề là duy trì được đội ngũ để sống và tồn tại được trong cái thời điểm khó khăn như vậy. Đó là chính là cái mong muốn của mình. Còn làm thế nào đó để cái sản phẩm này đến được nhiều người hơn, để xã hội hóa, để nhiều người có thể kháng khuẩn được, có thể được có được một cái môi trường an toàn, trong lành. Đó là mong ước của mình cũng như tất cả cái đội ngũ của mình ở thời điểm hiện tại. Hiện tại, công việc sản xuất buồng khử khuẩn tại đơn vị khởi nghiệp của anh Tuyến đang khẩn trương diễn ra, đảm bảo có thể giao 20-30 buồng cho các đơn vị đã đặt hàng trong vài ngày tới. Hiện nay là cái chi phí của mình là mình đang ở tung ra cái mức thị trường đó là 35 triệu. Đây là hoàn toàn cái chi phí mà gọi là cái giá vốn sản xuất kết hợp với là cái việc để mình nuôi dưỡng, có thể là cầm cự cái đội ngũ sản xuất kinh doanh, chứ hoàn toàn là không có lợi nhuận. Nên mình cũng mong muốn làm sao là cái sản phẩm mình tiếp tục mình nghiên cứu và cải tiến nó và làm thế nào để nó giảm giá thành xuống để cho nhiều người sử dụng hơn. Và khả năng của tụi mình là một ngày có thể là 20 cái máy như vậy là tụi mình có thể hoàn toàn có thể đáp ứng được.